Căn nhà ngay chợ đệm luôn, giá cực kỳ rẻ. Chỉ với 200 triệu là sở hữu được căn nhà này. Ngân hàng cho vay gần như toàn bộ luôn. Căn nhà hướng đông, ngang 4 mét rưỡi, dài 27. Về làm nhà vườn y như nhà kế bên được luôn nha quý vị nha. Căn nhà gồm một trệt một lầu nha. Đây, quý vị có thể tham khảo căn nhà vườn này. Nhà vườn kế bên người ta bán rất giá rất cao. Và căn nhà của mình đây là căn nhà này. Dân cư đông đúc, nằm ngay công ty xí nghiệp rất là nhiều luôn quý vị ạ. Đường trước nhà đây 4 mét đường xe tải nha. Xung quanh là công ty xí nghiệp rất là nhiều luôn. Và căn này là hướng đông, ngang 4 mét rưỡi, dài 27, một trệt một lầu. Thông suốt luôn. Ngân hàng cho vay gần như là 99% quý vị ạ. Ở đây là những căn nhà mà quý vị có thể mua về và ngân hàng hỗ trợ gần như toàn bộ dân cư xung quanh đây. Nhà có số nhà đàng hoàng được quý vị nha. Đây, và chúng ta đi vô căn nhà chúng ta. Sân trước nhà đây quý vị nha. Sân trước nhà dài hơn khoảng 10 mét. Căn này là 4 mét rưỡi, sâu 27. Sân trước nhà này, quý vị có thể về thiết kế một căn nhà vườn ở đằng trước này. Đây, tham khảo cái vườn bên cạnh này quý vị. Rất là đẹp. Căn này là 4 mét rưỡi, sâu 27, hướng chính đông. Sổ hồng riêng, sổ có thể hiện đường. Ngân hàng hỗ trợ vay lên 99%. Gần như là toàn bộ căn nhà luôn. Đây, căn nhà chúng ta đây đang bán giá rất ngọt, thu hồi vốn luôn. Nhà gồm một trệt một lầu. Giờ Huy sẽ quay ở bên dưới này trước nha. Ở dưới này thì chúng ta có hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên, rất là tiện cho anh chị nào mà nhà có người lớn tuổi nha. Đó, nhà được xây dựng rất là chắc chắn, đây là căn nhà riêng lẻ quý vị, không phải liền kề nha, căn nhà riêng lẻ. Phòng thứ hai này, đây là khu vực bếp, bếp và nhà vệ sinh. Trên là đúc thiệt 100%, đây là bên người Bắc xây nên là khá là chắc chắn nha. Đây, nhà vệ sinh ở dưới. Quý vị có thể mua về làm nhà vườn này, nghỉ dưỡng được. Cách chợ đệm chỉ khoảng 2 cây số thôi. Và đây là thuộc đường Nguyễn Hữu Chí quý vị nha. Rất là gần đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Cao tốc Sài Gòn Trung Lương rất gần đây. Đây, view từ trong nhìn ra rất đẹp quý vị ạ. Này, về quý vị thiết kế một cái vườn ở đằng trước nữa, rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là mình mua về buôn bán kinh doanh cho ông bà lớn tuổi ở cũng rất là tốt. Rất gần trung tâm Sài Gòn và gần các cái bệnh viện của Bình Chánh nha. Gần bệnh viện Nhi Đồng mới của Bình Chánh này. Bệnh viện huyết học Nhi Đồng 3 đúng không anh? Rồi, gần gần bệnh viện huyết học Nhi Đồng 3. Phạm Ngọc Thạch cũng đang xây ở đây nữa. Trên đây là một cái gác suốt và một nhà vệ sinh. Rất là thích hợp để chúng ta về ngăn phòng tùy theo ý muốn của chúng ta. Hai bên đã chỗ cửa sổ ra rất thoáng nha. Đó, nhà hai bên có cửa sổ. Đây, đằng trước này là những công ty xí nghiệp xe tải vận tải. Đây quý vị, đây, công ty trước nhà đây. Công ty trước nhà chúng ta là rất là nhiều các cái xe vận tải đây. Đường này xe tải ra vào vô tư, tương lai phát triển rất nhanh. Dân cư rất là đông đúc. Mua đây ra quốc lộ bên này khoảng 100 mét là ra quốc lộ luôn, nhà máy xí nghiệp đó, ở đường quốc lộ không vị nha. Căn căn nhà này hướng đông, hướng đông chính đông luôn. Đây, bên cạnh là có một cái khu vườn của cái nhà kế bên này. Căn này tổng giá bán là 2 tỷ mốt 50 nha, có thương lượng 2 tỷ mốt 50 và chủ nhà hỗ trợ vay ngân hàng tới 1 tỷ 8 rồi. Quý vị nhá, ngân hàng cho vay đang vay Vietinbank. Rất là đẹp, một căn nhà tuyệt vời để chúng ta có thể sở hữu. Nếu anh chị nào mà dùng đòn bẩy tài chính thì căn này rất phù hợp nhé. Vay tới hơn 99% rồi. Rất là đẹp, sổ hồng riêng, 4 mét rưỡi, dài 27, đất ở toàn bộ, công nhận đầy đủ, không bị lộ giới. Đấy, đường đi 4 mét. Đường thể hiện 4 mét.
Đây nhà vệ sinh. Đây, kế bên là nhà cửa san sát nhau rồi. Rất là tiện để chúng ta ngăn phòng hoặc là làm công ty, xí nghiệp, xưởng. Ngon lành luôn. Đây là đúc thiệt nha quý vị nha, đúc thiệt 100%. Bao test. Giá đầy đủ là 2 tỷ 150 triệu, còn thương lượng hỗ trợ vào ngân hàng 1 tỷ 8, cho quý vị nào muốn vay hỗ trợ ngân hàng lên 1 tỷ 8 nha. Đây đằng trước của chúng ta đây. Đó, xung quanh xí nghiệp này, phía này là ra chợ đệm với công ty rất nhiều, nhà máy xí nghiệp rất nhiều. Ngay quốc lộ Huỳnh Nguyễn Hữu Chí xuống gần chợ Bình Điền, tiện đi chợ Bình Điền này, chợ đẹp, chợ Tân Phú, vân vân, Thành Phú, Thành Phú chứ. Đó. Giá đầy đủ là 2 tỷ 150 triệu nha. Đấy. Tiện để chúng ta ngăn phòng hoặc là để chống để chúng ta làm xưởng. Đấy, cầu thang này ngon lành kìa. Nhà rất dài rất rộng, 4,5 m, dài 27, ngân hàng hỗ trợ 1 tỷ 8, chủ nhà bán với giá là 2 tỷ 150 triệu, còn thương lượng. Đấy. Dưới đây có 2 phòng nha, ở trên là trống, rất tuyệt vời. Đây là view đằng trước chúng ta này, sân rất rộng này. Đó. Kế bên là nhà vườn của người ta bán 3 tỷ. Nhà mình bán có 2 tỷ mốt thôi, có nhà luôn. Đó. Rất tuyệt vời. Nhà này với giá là 2 tỷ 150 triệu. Ngân hàng hỗ trợ 1 tỷ 8 nha. Dân cư xung quanh, dân cư đó, rất là đông đúc. Điện đóm đầy đủ. Nước rất mạnh quý vị ạ. Nước cực kỳ mạnh, 1 trệt 1 lầu nha, số nhà đàng hoàng nha. Anh chị nào muốn xem căn nhà này hoặc những căn nhà khác hãy đăng ký kênh cho Huy nha. Căn này mình mới review xong, 4,5 m, dài 27, hướng đông, dân cư đông đúc, giá 2 tỷ 150 triệu còn thương lượng và ngân hàng hỗ trợ 1 tỷ 8, rất tuyệt vời. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Let's go. Đây là tiện ích xung quanh đây quý vị nha, rất là đầy đủ luôn. Khu dân cư tiện ích xung quanh rất là đầy đủ luôn. Trường học, khu mua sắm nha. Cực kỳ sầm uất luôn quý vị. Đây là khu vực cách nhà chỉ khoảng vài trăm mét là có đầy đủ mọi thứ luôn quý vị nha. Cách nhà vài trăm mét là có đầy đủ mọi thứ luôn. Ngay chợ, ngay ủy ban, ngay trường học, nơi mua sắm sầm uất. Quý vị thường thấy là trên mạng người ta đăng nhà có mấy trăm triệu mà sổ hồng riêng, thì điều đó quý vị nghĩ là có thật hay không? Đa phần quý vị đang bị lừa rồi quý vị ạ. Căn nhà mấy trăm triệu mà sổ hồng riêng là không bao giờ có nha. Cái thứ hai là nhà ở Bình Chánh là không bao giờ có mấy trăm triệu nha, chỉ có bên Long An mới có mấy trăm triệu. Và nhà là sổ chung vi bằng quý vị nha, không bao giờ có sổ riêng. Quý vị nghĩ đi, một căn nhà người ta sẽ hết bao nhiêu tiền rồi? Ví dụ một căn nhà ngang 5,20, quý vị lấy cái giá thành xây dựng hiện tại là 5 triệu một mét đi, quý vị nhân lên khoảng tầm 70 m² là bao nhiêu rồi? Căn nhà 5 × 20 thì sẽ trừ trước trừ sau. Còn lại diện tích sàn khoảng 70 m², 75 là 350 rồi. 350 quý vị nhân lên 2 sàn là 700 triệu ở cái nhà. Đó, 700 triệu là chưa xây được cái căn nhà ngang 5,20 đẹp như vậy đâu quý vị nha. Căn nhà này xây hết khoảng tầm 800 triệu. Đó, mà quý vị nghĩ đi, người ta rao bán với giá là 250, 350, chỉ cần đặt cọc 100 triệu hoặc là chỉ cần 150 là dọn nhà vô, chắc chắn là không có được quý vị nha. Quý vị thường là bị nhầm và khiến cho quý vị, nhiều quý vị sẽ ảo tưởng về giá. Đó, quý vị hãy biết cái giá trị xây nhà, một căn nhà như vậy 5 × 20 là 700 triệu rồi, cộng tiền đất hiện tại với giá đất là khoảng một lô đất 5 × 20 ít nhất là khoảng 1,5 tỷ quý vị ạ, cộng lên với một cộng với 700 triệu là khoảng hơn 2 tỷ rồi. Nên là không có cái căn nhà nào mà giá rẻ khoảng mấy trăm triệu mà chúng ta có được một căn nhà ngang 5,20 đâu quý vị. 300 triệu không mua được, 500 triệu không mua được, 1 tỷ không bao giờ mua được một căn nhà ngang 5,20 quý vị nhé. Nếu mà như vậy người ta báo giá 1 tỷ hay là 200-300 triệu, người ta chỉ báo giá, một là giá chúng ta đặt cọc trước thôi, hai là cái giá mà chúng ta trả trước, sau đó chúng ta vay ngân hàng thưa quý vị nha, không bao giờ có giá gọi là rẻ. À, nhiều quý vị nhầm lẫn, ồ chỗ kênh này nó đang rẻ lắm, ngang 5,20 giá có mấy trăm triệu thôi, nhưng thực ra không phải đâu quý vị nha, giá mấy trăm triệu chỉ là 10% hoặc là bao nhiêu phần trăm của căn nhà đó thôi. Quý vị nghĩ đi, tính toán một xây dựng một căn nhà, nếu quý vị chưa xây nhà thì quý vị sẽ hình dung quý vị xem tiền xây dựng hoàn thiện cơ bản là khoảng 5-6 triệu một mét. Bây giờ mình tính 5 triệu một mét là thấp nhất đi, nhân với cái diện tích sàn, ví dụ 5 × 20 mình chưa trước 3 mét, chưa sau 2 mét là còn 15, là 5 × 15 là 75 m², mình tính là 70 m² thôi, nhân với
5 triệu một cái sàn ở dưới này là 70 mét vuông là 5735 350 cộng với một cái sàn ở trên nữa 5735 350 này là 700. Đó là cái diện tích mà xây dựng, giá thành xây dựng là 700 triệu cho một căn nhà rồi. Thì làm gì có giá là mấy trăm triệu mà chúng ta có cái căn nhà 5 nhân 20 được. Đó, thế là quý vị hãy biết tính toán. Còn là tiền đất này nha. Tiền đất là một lô đất hiện tại với giá là khoảng 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 8 tùy nơi, cho diện tích là ngang 5 xe 20 xe hơi vào tới được. Đó, diện tích rẻ nhất cũng khoảng 1 tỷ rưỡi rồi. Cộng với cái tiền xây dựng khoảng 700 nữa là khoảng 2 tỷ 2 rồi. Không có bao giờ có cái nhà giá mấy trăm triệu mà có nhà 5 nhân 20 sổ riêng đâu. Còn quý vị thấy là mấy căn nhà nhỏ xinh xinh dưới 1 tỷ hiện tại chỉ là vi bằng sổ chung thôi, không có sổ riêng đâu quý vị nha. Dưới 1 tỷ là không có sổ riêng. Đó, quý vị hãy tìm đi, dưới 1 tỷ không bao giờ có sổ riêng. Và toàn bộ dưới 1 tỷ là hầu như là bên Long An hết. Riêng bên Huy có 1-2 căn là bên Bình Chánh, là giá khoảng 500 mấy là rẻ nhất rồi, ngay chợ Bình Chánh luôn. 530 triệu là rẻ nhất rồi, ngay chợ Bình Chánh luôn, thuộc địa phận Bình Chánh. Còn lại trên mạng bây giờ đa phần rao là bên Long An hết nha. Và nếu quý vị này thấy clip này hay hãy chia sẻ cho Huy. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông tin trung thực nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.